Trận đấu giữa U20 Ecuador và U20 Hàn Quốc diễn ra lúc 4 giờ ngày 02 tháng 6 năm 2023 là trận đấu muộn nhất vòng 1, 8 U20 World Cup 2023. Lúc này cả châu Á trông vào U20 Hàn Quốc trong bối cảnh U20 Nhật Bản, U20 Uzbekistan và U20 Iraq đều đã rời cuộc chơi. Trở lại với trận đấu này, với việc thi đấu ở bảng B với những đối thủ không quá mạnh đã giúp U20 Ecuador về đích với tư cách á quân của bảng đấu. Cụ thể thì sau 3 vòng đấu họ đã mang về hai chiến thắng và cũng chỉ một lần trượt chân trước U20 Mỹ. Dẫu đang có màn thể hiện khá tốt nhưng lần ra quân ở vòng 1, 8 này cũng hứa hẹn không hề dễ dàng với U20 Ecuador khi đối thủ của họ là các cầu thủ trẻ đến từ xứ Kim Chi. Cụ thể, bên kia chiến tuyến, U20 Hàn Quốc cũng đang thể hiện sự quyết tâm rất lớn khi nhập cuộc tại World Cup U20 màu giải năm nay. Dù đứng chung bảng đấu với U20 Pháp, nhưng đại diện châu Á vẫn về đích với tư cách á quân bảng F với việc giành được 5 trong 9 điểm tuyệt đối cùng thành tích bất bại. Việc trực tiếp đọ sức với U20 Ecuador sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho khả năng tiến sâu của đại diện châu Á tại giải đấu năm nay. So với đối thủ thì U20 Ecuador vẫn là đội bóng chiều lòng nhà đầu tư khi đến thời điểm hiện tại. Cụ thể thì trong 3 lần mở kèo châu Á vừa qua tại vòng bảng thì họ đã mang về hai chiến thắng và chỉ một lần trượt chân khi vấp phải hạt giống hàng đầu của bảng đấu là tuyển U20 Mỹ. Dẫu U20 Hàn Quốc cũng đang có màn thể hiện khá quyết tâm nhưng dưới góc độ đầu tư, thì giới mộ điệu có nhiều lý do hơn để tin vào khả năng tạo lợi nhuận của U20 Ecuador. Cần nhớ rằng cặp đấu này hai đội cũng đang có màn thể hiện khá cởi mở tại World Cup U20 mùa giải năm nay. Bằng chứng là trong 3 trận đá qua của vòng bảng thì cả U20 Ecuador và U20 Hàn Quốc đều có hai trận đấu khép lại ở cửa tài. Khi mà thực lực của cặp đấu này cũng đang tỏ ra khá tương đồng thì người hâm mộ hoàn toàn có quyền trong đợi vào một trận đấu cởi mở về mặt bàn thắng. Theo các nhà cách châu Âu ngược dòng quá khứ thì lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự thua thiệt về mặt thành tích của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc. Cụ thể thì tính riêng trong 3 lần gặp gần nhất của hai nền bóng đá thì đại diện châu Á chỉ mang về một chiến thắng và nhận lại đến hai thất bại vừa liên tiếp bị hai đội bóng chiếu dưới là U20 Honduras và U20 Gambia cầm chân khiến việc trực tiếp cạnh tranh tấm vé với U20 Ecuador sẽ trở nên đầy thách thức với U20 Hàn Quốc. Màn thể hiện của hàng công đã đóng góp rất nhiều vào thành tích của U20 Ecuador thời điểm hiện tại, cụ thể thì sau 3 trận đấu ở vòng bảng họ đã mang về đến 10 bàn thắng. Vì vậy, dấu hàng phòng ngự của U-20 Hàn Quốc cũng đang duy trì sự tập trung khá tốt nhưng kịch bản trận đấu khép lại với nhiều hơn hai lần lưới dung là rất dễ xảy ra khi mà hiệu suất ghi bàn của U-20 Ecuador đang khá ấn tượng. Dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi và U-20 Hàn Quốc sẽ đi tiếp.